Xin chào mọi người, mình là Hà Tê Giác và mình đến từ Nova 4x4. Giới thiệu cho mọi người của Kaede Zao đến từ Nhật Bản dành cho xe Suzuki Jimny. Chắc hẳn mọi người không còn xa lạ gì đối với dòng phục KEB, và nhất là cái dòng KEB New SR mà bên mình đã về và lắp đặt cho rất là nhiều dòng xe như là Mazda, Civic hay là Toyota thì nhận được phản hồi rất là tích cực từ khách hàng. Thì cái bộ phục KEB dao này là dành riêng cho xe Suzuki Jimny. Có thể mọi người theo dõi trang của Nova 4x4 thì đã biết là trước đây bên mình đã gắn cho một vài xe Jimny, nhưng mà cái phần lò xo sẽ là màu trắng. Thì hôm nay bộ phục này vì sao lại có màu đỏ thì mình sẽ giải thích rõ hơn để mọi người hiểu nhé. Cái bộ phục KEB dao này nó sẽ có hai bản, một bản là bán trong nội địa của Nhật Bản, một bản là bản quốc tế. Đối với cái phiên bản quốc tế thì cây phục nó sẽ có màu violet như thế này, còn đối với bản nội địa của Nhật Bản thì nó sẽ là màu bạc. Tương tự như vậy thì phần lò xo của phiên bản quốc tế nó sẽ là màu đỏ và cái phiên bản nội địa thì nó vẫn là màu bạc. Vậy thì câu hỏi đặt ra là đối với cái bộ phuộc này, phiên bản nội địa và phiên bản quốc tế nó có gì khác nhau? Thì nó chỉ khác nhau một điểm duy nhất thôi mọi người. Đó là đối với những cái bộ phuộc mà chúng ta mua tại thị trường Nhật Bản thì nó chỉ được bảo hành tại đúng cái thị trường thôi. Còn đối với phiên bản quốc tế thì chúng ta sẽ được bảo hành ngay tại thị trường Việt Nam nếu như bộ phuộc chúng ta có bất kỳ vấn đề gì. Và đây là cái chứng từ nhập khẩu chính ngạch. Hiện tại bên mình là đơn vị duy nhất nhập khẩu và phân phối dòng giảm xóc KEB dao tại thị trường Việt Nam. Hai cái bộ phuộc này thì hầu như là cái hiệu năng nó không hề thay đổi. Nó vẫn có 14 chế độ chỉnh rebound trên cây phuộc và bao gồm đủ 4 phuộc, 4 lò xo cũng như là phần dây dầu lắp đặt hoàn thiện như trên xe. Và bây giờ thì mình sẽ cùng nhau đi tìm hiểu cái ưu nhược điểm cái bộ phuộc KEB dao này. Cái ưu điểm là gì? Thì cây phuộc này vô cùng nhiều ưu điểm. Đầu tiên đó chính là KEB là một cái thương hiệu rất là lớn về sản xuất giảm xóc và cung cấp giảm xóc OE cho rất là nhiều hãng xe. Bởi vì thế, KEB biết được những cái nhược điểm và những cái hạn chế của giảm xóc zin. Do đó đã sản xuất và bán thương mại những cái bộ giảm xóc hiệu năng cao hơn để giúp cho xe chúng ta sẽ vận hành một cách ok nhất, cá nhân hóa theo từng khách hàng. Cái ưu điểm tiếp theo đó là cái bộ phuộc KEB giao cho Suzuki Jimny khi mà chúng ta lắp đặt sẽ làm cho chiếc xe cao hơn 4cm cả trước và sau luôn. Với cái kích phục có thể điều chỉnh được 14 chế độ rebound thì hoàn toàn xe chúng ta sẽ đi được đa số các địa hình, đặc biệt là đối với những xe nâng cấp như là về phần lều dã ngoại hay là cản tời phía trước thì bộ phuộc này vẫn hoàn toàn đáp ứng được. Cái nhược điểm duy nhất của cái bộ phuộc này đó chính là nó được sản xuất 100% tại Nhật Bản, thì chắc chắn là những cái quy định khắt khe về cái sản phẩm này nó cực kỳ cao. Hiện tại thì KEB dao đã có mặt tại showroom của Nova 4x4. Quý khách hàng có thể tới tham khảo trực tiếp hoặc là liên hệ với số hotline của Nova 4x4 để được tư vấn sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!